Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2861, đương nhiên là muốn tra chút tin tức. Thánh tử Triệu Huyền Cung Vạn Diệu, trận này đã trở thành đối tượng đàm luận của rất nhiều người, ngay cả Thiên Khí Nguyệt Ảnh anh ta sử dụng, Đường Tuấn cũng nhiều lần nghe được. Hơn nữa kết hợp với manh mối những lời người đàn ông kia vừa nãy đã nói, Đường Tuấn đoán ra thân phận của anh ta không khó. Triệu Huyền lạnh lùng nói, anh quả nhiên là người Điện Xâm La, vậy mà giấu được chú nghiệp. Đường Tuấn ném viên Nguyệt Loan đao trên ngón tay cho Triệu Huyền nói, nếu như tôi thật sự là người Điện Xâm La, anh đã sớm chết rồi. Anh có ân oán gì với Điện Xâm La, tôi chẳng thèm quan tâm, nhưng nếu anh ra tay lần nữa, vết thương thật sự sẽ nứt ra đó. Triệu Huyền tiếp nhận loan đao, cúi đầu nhìn về phía ngực mình. Khói đen vốn dĩ đã bị áp chế, lúc này lại bốc lên từ vết thương, trông có vẻ do mới nãy đã ra tay gây ra. Trong lòng Triệu Huyền khiếp sợ, anh ta lần nữa nhìn về phía Đường Tuấn nói, anh thật sự không phải người của Điện Xâm La. Đường Tuấn bĩu môi, chẳng muốn giải thích. Triệu Huyền thấy thế, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, ngại quá. Đường Tuấn khẽ gật đầu, tên này tuy rằng tính khí nóng nảy, nhưng cũng không phải người không nói đạo lý. Sau khi anh viết phương thuốc và những việc cần chú ý lên giấy rồi giao cho Triệu Huyền, Đường Tuấn lập tức chuẩn bị rời khỏi. Lúc này Triệu Huyền bỗng nói, những điều anh viết cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Bởi vì tôi vốn dĩ sống không qua được 10 tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Tuấn hơi nhướng mày, Triệu Huyền nói, bây giờ người Điện Xâm La e rằng đã chờ tôi ngoài thành, chỉ cần tôi vừa đi ra, dựa vào trạng thái bây giờ của tôi vốn không phải đối thủ của họ, đến lúc đó cũng chết. Đường Tuấn nói, Cung Vạn Diệu các anh lẽ nào không ai đến đón anh? Triệu Huyền lắc đầu nói, Điện Xâm La lần này đã gửi tới 3 vị trưởng lão, hơn nữa trong cung chúng tôi xuất hiện mật thám, bọn họ không kịp trợ giúp tôi. Hội Đăng Long Lâu lại sắp bắt đầu rồi, tôi nhất định phải chạy về. Anh ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói, anh có thể đỡ được một đòn Nguyệt Ảnh, thực lực không tệ, có thể hộ tống tôi về Cung Vạn Diệu không? Chỉ C6 An 2 tôi bình yên trở về Cung Vạn Diệu, tất có hậu ta. Đường Tuấn nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Triệu Huyền nói, anh là bác sĩ, bây giờ tôi cũng xem như là bệnh nhân của anh cũng không thể trơ mắt nhìn tôi bị người ta giết chết chứ. Đường Tuấn trầm giọng nói, đưa anh về cũng được, có điều tôi muốn mượn dùng Vạn Diệu Thiên Nghi của các anh một lát. Triệu Huyền hơi thay đổi sắc mặt nói, anh dùng Vạn Diệu Thiên Nghi làm gì? Đường Tuấn nói, đương nhiên là muốn tra chút tin tức. Cung Vạn Diệu nổ danh tin tức linh thông, nghe đâu còn nắm giữ bí bảo Vạn Diệu Thiên Nghi có thể tra xét tất cả. Chuyện này đương nhiên có hơi phóng đại, nếu như Vạn Diệu Thiên Nghi thật sự thần kỳ như vậy thì... Chương 2862, mù đường trị được không? Hai người nói chuyện một lát rồi nói một tiếng với ông chủ quán ba, sau đó bọn họ lặng lẽ rời khỏi. Ông chủ quán ba tên Triệu Nghiệp, là chú Triệu Huyền. Cung Vạn Diệu cách thành Vạn Diệu khoảng 5 triệu dặm về phía tây, khoảng cách không xa. Nếu Đường Tuấn dịch chuyển tức thời, mấy hơi thở lập tức đến rồi, nhưng không cần thiết bởi vì Triệu Huyền mà làm lộ lá bài tẩy của anh. Ra khỏi thành Vạn Diệu, Triệu Huyền có hơi mờ mịt đứng ngoài thành, giống như ngẩn ra. Ngay lúc Đường Tuấn chuẩn bị gọi anh ta, tên này nhìn xung quanh một chút rồi móc ra một thứ từ trong nhẫn không gian ra một cách thận trọng giống như đây là chí bảo cấp đạo khí vậy. Nhưng Đường Tuấn nhìn ra được thứ Triệu Huyền lấy ra là thứ giống như la bàn, chuyển môn dùng để chỉ phương hướng cho người tu hành, gọi là quả cầu chỉ đường. Chỉ cần là nơi người tu hành đi qua thì có thể chỉ rõ phương hướng, còn chuẩn xác và tinh vi hơn la bàn. Da mặt Đường Tuấn giật giật, không biết nói gì, anh không phải bị mù đường chứ. Triệu Huyền tỏ ra nghiêm túc, cất quả cầu chỉ đường vào nói, tôi là thánh tử Cung Vạn Diệu đó, sao có thể mù đường. Tôi chỉ xác nhận phương hướng một lần, miễn cho có nhiều lối rẽ. Nhìn dáng vẻ thật lòng nghiêm túc của Triệu Huyền, Đường Tuấn xác nhận suy đoán của mình, tên này thật sự mù đường, hơn nữa trông có vẻ còn rất nghiêm trọng. Trong tình huống bình thường, người tu hành trừ khi ở một vài hoàn cảnh rất đặc biệt, nếu không sẽ không mất phương hướng. Đương nhiên cũng có một vài ví dụ, giống như Triệu Huyền này, bọn họ dùng hành động thực tế nói cho vô số người tu hành, mù đường không hề liên quan tí gì với tu hành. Triệu Huyền quan sát quanh người một chút rồi nhẹ giọng nói tới thì tôi có người bạn rất thân, anh ta quả thật là tên mù đường.
Y thuật của anh lợi hại như vậy, có thể chữa khỏi bệnh mù đường chứ? Đường Tuấn nhìn chằm chằm anh ta hỏi, tu vi người bạn kia của anh thế nào? Triệu Huyền suy tư một lát nói, gần bằng tôi. Đường Tuấn không nói gì, người bạn anh nói không phải là chính anh chứ? Vẻ mặt Triệu Huyền đầy chờ mong hỏi, mù đường trị được không? Đường Tuấn cười nói, đương nhiên có thể. Sắc mặt Triệu Huyền mừng rỡ nói, thật không? Nếu như anh có thể chữa khỏi chứng mù đường của người bạn kia cho tôi sẽ cho anh dùng vạn diệu thiên nghi thêm lần nữa. Anh ta kích động quá xém chút đã nói lộ ra hết. Đường Tuấn nhìn Triệu Huyền, bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ đen tối và thú vị nói, trải qua nhiều năm nghiên cứu của tôi tổng kết ra một cách huấn luyện uốn nắn kẻ mù đường. Dùng miếng vải đen che khuất đôi mắt mình, đừng dùng con mắt phân rõ phương hướng mà hãy dựa vào cảm giác phân rõ phương hướng, tiến hành dựa theo ký ức của bắp thịt. Sau khi huấn luyện dài hạn, chứng mù đường chắc chắn có thể giảm bớt. Nghe rất vô căn cứ, quả thật cũng là vô căn cứ, bởi vì đây là lời nói vớ vẩn Đường Tuấn bịa ra. Chương 2863, tên này không phải muốn đi thử nghiệm thật chứ? Nhưng sau khi Triệu Huyền nghe xong, anh ta lại xoa cằm, lặng im suy nghĩ. Tên này không phải muốn đi thử nghiệm thật chứ? Đường Tuấn thầm nói. Có điều anh cũng không nhắc nhở Triệu Huyền, ngược lại lấy tu vi của Triệu Huyền, cho dù thật sự che đi đôi mắt cũng sẽ không xuất hiện chuyện bị đâm chết. Phương pháp này của anh rất mới mẻ độc đáo, trở về tôi sẽ bảo người bạn kia thử một lần. Sau một lúc lâu, anh ta lập tức rẽ phải trước. Đường Tuấn vỗ trán, không nói gì, này, anh đi nhầm hướng rồi, là bên trái, không phải bên phải. Tôi biết, tôi đang xem thử anh có mù đường không. Triệu Huyền oai phong lẫm liệt nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn lần nữa cạn lời, trình độ mù đường của tên này thật sự hết thuốc chữa, mới vừa xem quả cầu chỉ đường thì đã quên mất phương hướng ngay rồi. Bây giờ anh rất hoài nghi. Cho dù lần này không có điện xâm la ám sát, tên Triệu Huyền này có thể trở về cung vạn diệu hay không cũng khó nói. Để không bị Triệu Huyền đưa đi lệch hướng, Đường Tuấn không thể làm gì khác hơn là tự mình dẫn đường. Anh bỗng rất tò mò, nếu như đệ tử cung vạn diệu biết thánh tử bọn họ sùng bái là kẻ mù đường, không biết vẻ mặt bọn họ sẽ như thế nào. Tôi không phải kẻ mù đường, anh đến cung vạn diệu đừng nói lung tung đó. Dọc theo đường đi. Câu nói này Triệu Huyền đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, dáng vẻ anh ta còn trông rất chột dạ nữa. Đường Tuấn mới đầu còn đùa anh ta một lát, nhưng sau đó cảm thấy rất phiền, mặc kệ anh ta. Tuy rằng Triệu Huyền bị thương, nhưng tốc độ không chậm, hai người nhanh chóng chạy đi, rất nhanh đã tới một dãy núi bị sương mù bao phủ cách thành vạn diệu 2 triệu dặm. Hai người ngừng chân, từ trên trời nhìn xuống dãy núi phía dưới. Dãy núi lan tràn mấy chục ngàn dặm. Hoàn toàn bị sương mù tầng tầng bao phủ, những sương mù kia phun trào, không ngừng biến hóa thành đủ loại dáng vẻ quỷ quái dữ tợn. Đây là núi sương quỷ dài 300.000 dặm, có người nói trong núi chôn cất một vị cường giả tuyệt thế, khi ông ta còn sống đã tạo thành sát nghiệt quá nặng, lúc chết đã hình thành những làn sương quỷ này. Rất nhiều người muốn đi vào tìm bảo vật đều đã chết hết rồi. Cao thủ cùng vạn diệu chúng tôi cũng từng đi vào những đều bị thương nghiêm trọng. Sắc mặt Triệu Huyền nghiêm túc. Trầm giọng nói, nếu như Điện Xâm La muốn chặn giết tôi, nơi này chính là thời cơ tốt nhất. Anh ta vừa nói xong, một âm thanh truyền ra từ trong núi Sương Quỷ, Triệu Huyền, anh cũng hiểu rõ tôi thật. Sương mù của núi Sương Quỷ bị phá tan, 3 bóng người từ bên trong bay ra. Chắn trước người Triệu Huyền chính là một người phụ nữ mặc quần áo bó đỏ chót xinh đẹp, vóc người cô ả cao gầy, quần áo bó sát người quá đáng, khiến nửa thân trên lộ ra một vòng cung đáng kinh ngạc, khiến người ta. Chương 2864, Lão Đường, anh châu bỏ lắm. Thẩm Hồng Diệp, thánh nữ hiện tại của Điện Xâm La, xếp hạng còn cao hơn Triệu Huyền ở Đại hội Vạn Tiên, giống như Triệu Huyền, cô ta cũng là người tu hành cảnh giới động hư trung kỳ. Đến nỗi hai vị trưởng lão 17 và 18 cũng là cường giả cảnh giới động hư thế hệ trước. Thẩm Hồng Diệp nở nụ cười quyến rũ nói, Triệu Huyền, tôi cho anh thêm một cơ hội, chỉ cần anh bái làm môn hạ Điện Xâm La tôi tạm tha cho anh một mạng. Ở cung vạn diêu cũng không có tiền đồ gì. Nếu như anh đồng ý, tôi có thể để cho anh trở thành tình nhân của tôi, sau này chấp trưởng một điện cho tôi. Triệu Huyền trầm giọng nói, đừng hòng. Điện Xâm La toàn là ma tu, Thẩm Hồng Diệp còn vô cùng tà khí, nghe đâu đã nuôi dưỡng tình nhân sắp tới con số 3.000. Đừng nhìn Thẩm Hồng Diệp giống như phụ nữ 30,
Trên thực tế người phụ nữ này đã hơn 300 tuổi. Mà Triệu Huyền còn chưa tới 50 tuổi, Thẩm Hồng Diệp còn có thể làm tổ tông của anh ta ấy chứ. Tuổi tác gián tiếp đại diện thiên phú, cũng chính bởi vì Triệu Huyền trẻ quá, cho nên Thẩm Hồng Diệp mới bỏ qua cho anh ta. Ha ha, thực sự không nghe lời. Thẩm Hồng Diệp liếm đôi môi đỏ tươi, cô ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, vốn dĩ tôi tưởng anh sẽ trốn trong thành Vạn Diệu, không ngờ còn dám ra đây, hơn nữa còn dẫn theo một thằng quỷ nhỏ như vậy. Quỷ nhỏ, có hứng thú chơi cùng chị một lát không? Lúc cô ta nói từ chơi tựa như thần khúc rắn nước uốn éo, ngực cô ta lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, trông vô cùng ướt át. Đường Tuấn lắc đầu nói, cô làm tổ tông Triệu Huyền còn được, tôi cũng không có hứng thú. Trong sân lập tức yên tĩnh, Triệu Huyền giơ ngón tay với Đường Tuấn nói, lão Đường, anh châu bỏ lắm. Tuy rằng đây là lời nói thật, nhưng có lẽ không có mấy ai dám nói. Trong đôi mắt Thẩm Hồng Diệp gần như muốn phun ra lửa nói, hai vị trưởng lão, các ông giam chân Triệu Huyền lại, tôi muốn làm thịt tên này trước. Cơ thể Triệu Huyền nhanh chóng lùi lại nói, lão Đường, tôi bị thương nặng, anh có thể thay tôi ngăn cản bọn họ không? Trưởng lão trong cung đang trên đường chạy tới, anh giữ vững nhé. Hai vị trưởng lão vừa định đuổi theo Triệu Huyền đã bị Đường Tuấn đánh ra hai đạo pháp lực ngăn cản. Thẩm Hồng Diệp âm u nói, tiểu quỷ điếc không sợ súng, còn thật sự dám dùng sức một người ngăn cản ba người chúng ta. Sương mù trên núi Sương Quỷ kịch liệt phun trào, hóa thành đủ loại hiện tượng khác lạ, có đồi núi, có bóng người các tộc. Hiện tượng khác lạ đa dạng như vậy cùng đánh về phía Đường Tuấn. Xâm La Vạn Tượng, sắc mặt Triệu Huyền đột nhiên thay đổi, đây là một trong những sát chiêu của Xâm La Vạn Tượng. Bây giờ do Thẩm Hồng Diệp thi triển, còn xúc động oán khí trong núi Sương Quỷ, uy lực gia tăng gấp 3 lần. Nếu như thực lực của anh ta ở lúc hưng thịnh, đỡ một chiêu này cũng không khó khăn, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào Đường Tuấn. Thẩm Hồng Diệp này định giết chết trong một chiêu, lão Đường, không biết sức chiến đấu của anh có tốt như y thuật của anh không? Ánh mắt Triệu Huyền lóe lên. Chương 2865, Ngọc Phù Không Gian. Ầm ầm ầm. Rất nhiều hiện tượng khác lạ được oán khí rót vào, giống như sống lại, phát ra đủ loại âm thanh quái dị, làm tâm trí người ta sợ hãi. Trong chớp mắt đông đảo hiện tượng khác lạ áp sát trước người Đường Tuấn, sau đó cùng nổ tung. Sương quỷ bao phủ, nhấm chìm cơ thể Đường Tuấn. Thẩm Hồng Diệp hơi thở dốc, nhẹ giọng nói, xem anh chết hay chưa. Thánh nữ điện Xâm La chỉ có chút thực lực này sao? Ngay lúc này, một giọng nói từ bên trong truyền ra. Sương quỷ bỗng nhiên cháy lên, hóa thành lửa lớn cuồn cuộn, trong đó phát ra từng tiếng rít gào. Cơ thể Đường Tuấn lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ. Thẩm Hồng Diệp ngớ ra, tên này hình như còn mạnh hơn cô ta tưởng tượng. Thánh nữ, không kịp rồi, người của cung Vạn Diệu đến rồi. Lúc Thẩm Hồng Diệp chuẩn bị ra tay lần nữa, sắc mặt hai trưởng lão nặng nề nói. Thẩm Hồng Diệp nhìn về phía Triệu Huyền, lạnh lùng nói, anh sớm đã có chuẩn bị rồi. Nếu như không phải đã sớm chuẩn bị, người của cung Vạn Diệu không thể đến núi Sương Quỷ nhanh như vậy. Trừ khi là những nhân vật lỗi lạc nắm giữ thuật dịch chuyển tức thời kia, mà nhân vật như thế, cung Vạn Diệu vốn không có. Triệu Huyền cười nhạt một tiếng nói, cô chặn giết tôi đương nhiên có thể tính toán trở về. Thẩm Hồng Diệp, anh ta vừa dứt lời, một tiếng quát giống như sấm từ xa truyền đến. Cùng lúc đó một ánh kiếm bắn mạnh đến trước người Thẩm Hồng Diệp. Thổi phù một tiếng, ánh kiếm xuyên thủng ngực trái Thẩm Hồng Diệp. Thánh nữ, hai vị trưởng lão vội hét lên. Sắc mặt Thẩm Hồng Diệp âm u nói, là trưởng lão đầu tiên của cung Vạn Diệt, chúng ta tiêu rồi. Cô ta nhìn Đường Tuấn và Triệu Huyền nói, tôi nhớ kỹ các anh rồi. Cô ta nói xong thì biến ra một quả ngọc phù trong tay, trực tiếp bóp nát. Một con đường xuất hiện trước mặt cô ta, Thẩm Hồng Diệp và hai trưởng lão cùng tiến vào thông đạo rồi biến mất. Ngọc phù không gian, sắc mặt Triệu Huyền thay đổi. Ngọc phù không gian là ngọc phù. Chương 2866. Một lát sau, một cụ già ngồi trên thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Đường Tuấn và Triệu Huyền. Hơi thở ác liệt cách rất xa cũng có thể cảm giác được. Vẻ mặt Đường Tuấn hơi lạnh lẽo, Triệu Huyền vỗ vai anh nói, đừng lo, đây trưởng lão đầu tiên của cung Vạn Diệu tôi. Triệu Huyền cúi người hành lễ với cụ già nói, xin chào trưởng lão kiếm. Lông mày cụ già thẳng như kiếm, nghiêm túc thận trọng, khiến cho người ta cảm thấy uy nghiêm.
Ánh mắt ông ta nhìn lướt qua Đường Tuấn rồi mới chịu ngừng lại trên người Triệu Huyền, nhìn ngực anh ta mơ hồ bốc lên khí đen, ông ta than thở cơ thể không sao là được rồi. Trưởng lão Kiếm, bác sĩ Đường Tuấn đã chữa thương cho tôi. Triệu Huyền chỉ vào Đường Tuấn giới thiệu. Trưởng lão Kiếm gật đầu với Đường Tuấn, có vẻ hơi lạnh lùng, sau đó ông ta lên tiếng, trước tiên trở về rồi hãy nói. Một luồng hơi thở bao vây Đường Tuấn và Triệu Huyền, dưới sự phát động của trưởng lão Kiếm, ba người bay thật nhanh về phía cung Vạn Diệu. Đường Tuấn để mặc luồng hơi thở này bao vây mình, không có bất cứ phản kháng nào. Anh cảm giác được luồng hơi thở này đang âm thầm điều tra tu vi của anh nên anh cũng không nói thêm gì. Bây giờ anh đã luyện thành thế giới trong khiếu, còn ngưng luyện được tiểu thế giới, còn có sức mạnh tinh thần cấp 8 duy trì thêm trưởng lão Kiếm, cho dù có tu vi cảnh giới động hư đỉnh cao thì cũng không thể phát hiện tu vi thực sự của anh. Sau khi điều tra không có kết quả, trưởng lão Kiếm lặng lẽ liếc nhìn Đường Tuấn, lông mày không cẩn thận nhíu một cái. Vốn dĩ sau khi biết Đường Tuấn ngăn cản Xâm La Vạn Tượng của Thẩm Hồng Diệp, ông ta còn suy đoán Đường Tuấn có thể đang che giấu cảnh giới, thậm chí còn có thể gây bất lợi cho cung Vạn Diệu. Nhưng điều tra một phen lại phát hiện cảnh giới Đường Tuấn quả thực chỉ có cảnh giới động hư sơ kỳ, hơn nữa hình như mới đột phá không lâu. Hay là sử dụng bảo vật thuộc tính lửa, trưởng lão Kiếm cuối cùng chỉ có thể suy đoán như vậy. Ông ta sợ điều tra tiếp sẽ bị Đường Tuấn phát hiện nên cũng không thăm dò sâu. Tuy rằng trưởng lão Kiếm không học dịch chuyển tức thời, nhưng tốc độ ngự kiếm cũng khá nhanh. Chưa được một lúc thì một đám cung điện khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt của Đường Tuấn. Từng tòa cung điện tỉ mỉ xen kẽ nhau, thần quang trong cung điện mịt mờ, tỏa ra sóng gợn và hơi thở mạnh mẽ. Trưởng lão Kiếm mang theo Đường Tuấn đi thẳng đến chỗ cao nhất của tòa cung điện kia. Tiến vào cung điện đã thấy một cụ già râu tóc bạc trắng ngồi ở vị trí cao nhất, trông ông ta có vẻ rất già, nhưng đôi mắt lại hết sức lanh lợi, lộ ra một loại cảm giác nhìn xa trông rộng, giống như có thể thấy rõ tất cả. Ở dưới tay ông ta có 20 vị trưởng lão ngồi gần, mấy người hơi thở mạnh nhất sấp xỉ tuổi trưởng lão Kiếm, hơi thở yếu nhất cũng có tu vi cảnh giới động hư hậu kỳ. Tầm mắt của Đường Tuấn chủ yếu tập trung trên người cụ già ngồi trên cao nhất kia. Chương 2867. Cụ già này chính là trưởng môn cung Vạn Diệu, đạo hiệu Thiên Diễn, nhân xưng lão nhân Thiên Diễn, tu vi ông ta có lẽ không nằm trong top 100 của bảng xếp hạng cảnh giới động hư tinh vực kỳ lân, nhưng sự bói toán và thuật thay đổi thiên cơ của ông ta thì ngay cả rất nhiều thần quân cũng mặc cảm không bằng. Vạn Diệu Thiên Nghi cũng nằm trong tay lão nhân Thiên Diễn. Bái kiến trưởng môn và các trưởng lão, Triệu Huyền cung kính hành lễ. Lão nhân Thiên Diễn khẽ gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra vẻ đau thương nói, cậu không có chuyện gì là tốt rồi, chuyện của Long Sơn chúng tôi đã biết rồi. Tôi cũng không ngờ lần này Điện Xâm La ra tay với các ông, còn tìm cách che giấu bí bảo thiên cơ, là tôi thất sách. Trên mặt của Triệu Huyền cũng lộ ra vẻ đau thương, anh ta vừa mở nhẫn không gian ra thì một cái xác đã xuất hiện trước mặt. Chủ nhân cái xác này không xê xích nhiều với tuổi của Triệu Huyền, có lẽ lớn hơn vài tuổi. Nửa người trên của anh ta bị thương chẳng chịt. Những vết thương này giống như lỗ thủng, xuyên thủng cơ thể anh ta. Bầu trong khí trong cung điện trở nên nghiêm nghị. Sau một lúc lâu mới có trưởng lão thu lại xác của Trương Long Sơn. Long Sơn thì chết, cậu lại bị thương nặng, cậu có thể chọn từ bỏ hội đăng long lâu, tôi sẽ không trách cậu. Lão nhân Thiên Diễn trầm giọng nói. Ông ta vừa nói xong, Triệu Huyền đã đáp lời, trước khi hội đăng long lâu đến, vết thương của tôi chắc chắn có thể khỏi hẳn. Hội Vạn Tiên lần này là một cơ hội hiếm có với cung Vạn Diệu, tôi không thể từ bỏ. Lão nhân Thiên Diễn thấy vẻ mặt Triệu Huyền kiên định nên ông ta cũng không khuyên nữa. Triệu Huyền nói, trưởng giáo, vị này chính là bác sĩ Đường Tuấn, là anh ta chữa trị vết thương cho tôi. Lần này anh ta đưa tôi về là muốn mượn dùng Vạn Diệu Thiên Nghi một tần. Hồ đồ, Vạn Diệu Thiên Nghi là chí bảo của cung Vạn Diệu của chúng ta, sao có thể dễ dàng cho người ta mượn. Huống chi còn là một người không rõ lai lịch như vậy. Triệu Huyền mới nói xong, lập tức có trưởng lão tức giận nói. Các trưởng lão khác cũng lộ ra vẻ không quen, trong ánh mắt ngầm chứa sự thù địch, thậm chí có người đề nghị, trưởng giáo, tôi cảm thấy người này có ý đồ xấu, nên tra rõ. Ngay cả sắc mặt trưởng lão Kiếm cũng thay đổi, một luồng hơi thở sắc bén khóa chặt Đường Tuấn, giống như lúc nào ông ta cũng có thể ra tay. Triệu Huyền gượng cười. Anh ta cũng biết Vạn Diệu Thiên Nghi là chỉ bảo cung Vạn Diệu, sẽ không dễ dàng cho người ta mượn, nhưng không ngờ những trưởng lão này sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Anh ta không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía lão nhân Thiên Diễn nói, trưởng giáo, bác sĩ Đường đã cứu tôi,
hơn nữa tôi cũng đã hứa với anh ấy. Lão nhân Thiên Diễn khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Đường Tuấn nói, anh là ân nhân cứu mạng của Triệu Huyền, nhưng Vạn Diệu Thiên Nghi can hệ trọng đại, không thể xảy ra sơ sót, nếu không anh đổi điều kiện khác đi. Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi chỉ muốn mượn Vạn Diệu Thiên Nghi điều tra một vài chuyện. Trưởng giáo, người này khả nghi, tuyệt đối không thể hứa với anh ta. Chương 2868. Triệu Huyền cũng không phải trưởng giáo cung Vạn Diệu cũng không phải thứ riêng của cậu ta hứa với anh cũng vô dụng. Một đám trưởng lão lộ ra vẻ mặt bực tức. Lão nhân Thiên Diễn lại trở nên im lặng, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng thông thái. Sau một lát, lão nhân Thiên Diễn bỗng mở miệng nói, được, tôi hứa với anh, Vạn Diệu Thiên Nghi cho anh mượn xài một lát. Có điều có thể phát động Vạn Diệu Thiên Nghi không thì phải xem bản lĩnh của anh. Mấy trưởng lão kia vốn dĩ còn có ý kiến, nhưng sau khi nghe được câu cuối cùng thì đều lộ ra nụ cười mỉa mai. Vạn Diệu Thiên Nghi quả thực thần kỳ, thậm chí có thể dò xét một tia tiên cơ xoay chuyển trời đất. Nhưng phát động Vạn Diệu Thiên Nghi cần năng lượng khổng lồ, trước đây đều là lão nhân Thiên Diễn và đông đảo trưởng lão hợp lực mới phát động được Vạn Diệu Thiên Nghi. Mà bây giờ chỉ dựa vào một cảnh giới động hư sơ kỳ như Đường Tuấn đã muốn phát động Vạn Diệu Thiên Nghi, đúng thật là chuyện viễn vông. Triệu Huyền nghe vậy càng cười khổ, nhưng anh ta không thể nói gì tiếp, không thể làm gì khác hơn là đồng tình nhìn Đường Tuấn, thấp giọng nói, nếu như thật sự không phát động được thì đừng miễn cưỡng, nếu không anh sẽ bị hút thành cái xác khô. Đường Tuấn nhìn anh ta nói, anh rất có kinh nghiệm ha, lẽ nào anh đã thử rồi? Khóe miệng Triệu Huyền giật giật, vội vàng lắc đầu nói, tôi chỉ nghe người ta nói. Tới ngay bây giờ đi. Đúng lúc tôi cũng xem thử trong hội đăng long lâu lần này liệu sẽ xuất hiện việc không lường trước được hay không. Lão nhân Thiên Diễn đứng dậy, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Tuấn. Các trưởng lão khác không ngừng cười mỉa. Một đám người dưới sự dẫn dắt của lão nhân Thiên Diễn đi tới một tĩnh thất có hơi u ám. Khi bọn họ tiến vào, tĩnh thất bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Vẻ mặt Đường Tuấn nghiêm túc mấy phần. Sau khi tiến vào không gian này, sức mạnh tinh thần của anh vậy mà không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Khi từng điểm sáng lên, một thứ to lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vẻ mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, anh ngửa đầu nhìn thứ trước mặt, rung động trong lòng, đây chính là Vạn Diệu Thiên Nghi sao. Một quả cầu khổng lồ, phần lớn rỗng ở giữa, với những dải kim loại uốn cong chạy dọc hai đầu, như thể dựng nên một mạng nhện to lớn bên trong quả cầu. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đường Tuấn, tất cả mọi người cung Vạn Diệu đều nở nụ vien cười. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Diệu Thiên Nghi đều trông có vẻ như vậy. Chương 2869. Đây là phương pháp phát động tạm thời, bây giờ anh có thể dùng Vạn Diệu Thiên Nghi điều tra việc anh muốn biết. Nhưng tôi cảnh cáo anh, Vạn Diệu Thiên Nghi chỉ là thiên khí đặc biệt, nội dung điều tra có hạn, một khi dính tới một số việc cấm kỵ, anh nhất định phải lập tức ngừng lại, nếu không làm hỏng Vạn Diệu Thiên Nghi, anh không đền nổi. Lão nhân Thiên Diễn nghiêm túc nói. Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói, cấm kỵ. Lão nhân Thiên Diễn nói, chính là dính đến chuyện riêng của thần quân, hay liên quan tới quy tắc vận hành trời đất. Những thứ này đều là cấm kỵ, trừ khi Vạn Diệu Thiên Nghi lên cấp đạo khí, nếu không chắc chắn không thể đụng vào. Đường Tuấn lập tức hiểu rõ, thần quân được xem như sức chiến đấu hàng đầu của thế giới này, chỉ đứng sau tôn giả. Trên trái đất có nói tông sư không thể chịu sỉ nhục. Thần quân còn lợi hại hơn tông sư vô số lần, cũng không thể tùy tiện điều tra, nếu không diệt tộc diệt phái là chuyện bình thường. Đến nỗi quy tắc vận hành trời đất, sợ rằng một chút cũng có thể dễ dàng xúc tiến việc phá hủy Vạn Diệu Thiên Nghi, đương nhiên cũng là một trong những thứ cấm kỵ. Lão nhân Thiên Diễn nói, đương nhiên nếu anh không thể phát động Vạn Diệu Thiên Nghi, những thứ này tự nhiên không cần nhắc đến. Lão nhân Thiên Diễn mang theo Triệu Huyền cùng rất nhiều trưởng lão rời khỏi không gian này. Chỉ còn một mình Đường Tuấn chậm rãi vận chuyển Vạn Diệu Thiên Nghi. Bắt đầu đi, Đường Tuấn bắt đầu bình tĩnh lại, ra sức phát động pháp lực, rót vào trong Vạn Diệu Thiên Nghi. Pháp lực dồi dào giống như sông lớn Trường Giang bị Vạn Diệu Thiên Nghi hấp thu, tốc độ vận chuyển bắt đầu tăng nhanh chóng. Nhưng cùng lúc đó, pháp lực Đường Tuấn cũng nhanh chóng tiêu hao. Chỉ chống đỡ 2-3 hơi thở, pháp lực Đường Tuấn đã tiêu hao gần như không còn, nhưng Vạn Diệu Thiên Nghi lại không có xu thế ngừng lại. Nó bắt đầu hấp thu máu của anh, cả người bắt đầu xuất hiện tình trạng khô quắt. Nếu như không có tiểu thế giới, nói không chừng mình thật sự sẽ bị hút thành cái xác khô. Đường Tuấn cười nhạt, anh khẽ suy nghĩ, pháp lực trong tiểu thế giới lập tức bổ sung cho cơ thể khô quắt của anh,
hơn nữa còn rót vào trong vạn diệu thiên nghi. Tốc độ vận chuyển vạn diệu thiên nghi lần nữa tăng nhanh. Ngoài tĩnh thất, lão nhân thiên diễn và mọi người cùng vạn diệu đang đợi. Nhóc con không biết tự lượng sức mình, vậy mà muốn phát động vạn diệu thiên nghi. Các ông đoán xem, anh ta qua bao lâu sẽ kêu cứu. Ha ha ha, năm đó thằng nhóc Triệu Huyền này đột phá cảnh giới động hư, nó lén lút tiến vào muốn phát động vạn diệu thiên nghi, kết quả xém chút bị hút thành cái xác khô, nếu không phải trưởng giáo cứu viện đúng lúc. Bây giờ thánh tử cung vạn diệu chúng ta phải đổi người rồi. Có trưởng lão nói ra chuyện lông gà vỏ tỏi năm đó của Triệu Huyền. Triệu Huyền hơi đỏ mặt, trừng mắt trưởng lão kia một cái nói, bát trưởng lão, năm đó tôi không phải nhất thời kích động sao. May là tên Đường Tuấn này không ở đây, nếu không lại có thêm một nhược điểm của anh ta rơi vào tay anh nữa. Nói tới, phương pháp chữa chứng mù đường kia của anh, bản thân anh ta muốn tìm thời gian thử một chút. Chương 2870. Đúng lúc này, sắc mặt lão nhân thiên diễn đột nhiên thay đổi, run rẩy nói, vạn diệu thiên nghi đã được phát động. Mấy trưởng lão vốn dĩ còn đang trêu ghẹo Triệu Huyền lập tức yên tĩnh, vẻ mặt bọn họ khó tin nhìn lão nhân thiên diễn, trưởng giáo, không phải ông cảm nhận nhầm rồi chứ. Lão nhân thiên diễn lắc đầu nói, không sai đâu, tuy rằng tôi ở bên ngoài không thể điều tra động tĩnh của vạn diệu thiên nghi, nhưng tôi quá quen thuộc với vạn diệu thiên nghi rồi, tôi vừa nãy tôi cảm nhận được nó đã được phát động một chút. Mọi người nghe vậy thì không thắc mắc nữa, nhưng vẻ khiếp sợ trên mặt lại không giảm. Triệu Huyền càng run rẩy, phát động được vạn diệu thiên nghi, lượng chứa pháp lực của tên kia cũng khủng bố quá rồi, quả thực có thể sánh với thần quân. Lão nhân thiên diễn lắc đầu nói, cảnh giới của anh ta quả thực chỉ có cảnh giới động hư sơ kỳ, có lẽ trên người anh ta có bí bảo chứa đựng pháp lực, có thể tạm thời bổ sung pháp lực. Nếu không dựa vào cảnh giới của anh ta vốn dĩ không thể phát động vạn diệu thiên nghi. Lúc này Triệu Huyền mới thấy dễ chịu một tí, bản thân anh ta đã là thiên tài, nếu như Đường Tuấn thật sự yêu nghiệt tới nỗi cảnh giới động hư cũng có thể sánh ngang với thần quân, vậy anh ta quả thực sẽ phải buồn bực đến hộc máu mất. Trong tĩnh thất, vạn diệu thiên nghi nhanh chóng xoay tròn, chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh. Sắc mặt Đường Tuấn hơi trắng bệch, từ lúc bắt đầu phát động vạn diệu thiên nghi đến bây giờ, anh đã chuyển vận pháp lực gần 100 lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2870.